Hello, xin chào. Hôm nay tiếp tục cập nhật câu chuyện về đứa con dâu vinh vão. Chả là bữa trước tôi có nói là tôi có gọi điện lên shop á, thì phàn nàn về cái vụ cái đít của đứa con dâu nó bị vinh, thì shop đồng ý là sẽ đổi cho tôi cái khác. Thì hôm nay shop gọi điện bảo là đã làm việc với ban kỹ thuật á. Họ trả lời bảo rằng cái dòng chảo này bây giờ có đổi cái khác nó cũng vinh. Mà tại vì cái dòng chảo này nó đã dùng cái chức năng gia nhiệt cho nên nó bị vinh là do như vậy đó. Thì tôi nói cái vấn đề là nó vinh là khi tôi nhận là nó đã vinh rồi, chứ không phải tôi đem về đây tôi nấu mà nó vinh. Thì họ giải thích là trong quá trình họ sản xuất là họ đã gia nhiệt rồi cho nên nó vinh là như vậy, bây giờ có đổi cái khác nó cũng vinh thôi. Thì họ nói là bây giờ có giải pháp là họ sẽ giảm giá 50% cho mình, họ sẽ hoàn lại cho mình 300.000. Sau đó mình hỏi rằng là nếu như mình không đồng ý xài nó luôn thì bên đó có nhận thu hồi không? Họ nói có. Nếu như mà mình muốn được hoàn lại toàn bộ số tiền á, thì họ sẽ nhận lại hàng. Với điều kiện là mình phải tự đóng gói và đi ra bưu điện gửi trả, thì lúc đó họ mới chuyển lại cái số tiền cho mình. Thì mình thấy nó cũng hơi lằng nhằng, cho nên thôi mình chọn phương án 1 là để họ hoàn trả lại 50% mà là 300.000, và mình chấp nhận coi như sợi tạm. Thì hồi chiều đã thông báo số tài khoản họ đã chuyển trả số tiền 300.000 rồi. Thì tôi mới làm một phép thử nha. Bây giờ đằng nào tôi cũng xác định rồi, coi như không được thì thôi. Giờ tôi đem ra tôi thử nghiệm. Thế là tôi vác nó ra và tôi lấy cái búa to là to của bên thợ hồ á, nặng lắm nha. Tôi gõ vô đít em đó. Tôi gõ đâu 30 hèo. Tôi đập cho nó 30 cái. Cuối cùng sao? Đít nó lóm vô chút xíu, mấy cái chỗ mà nó lồi á, tôi canh những cái chỗ nồi lồi nè, tôi gõ nguyên một hàng lồi rồi xuống, đó, bỏ gõ nó vô, thì là cái đít nó hết dẫn nè. Bây giờ cái đít nó hết dẫn rồi, ở trong này nó cũng không có lồi lắm đâu, cũng không có lồi. Thì lúc này đặt lên cái bếp á, nó khắc phục được 90%, tức là bây giờ đặt lên nó không có cọc kênh nữa. Lúc trước mà đặt lên như vậy đúng không, mình chỉ cần lắc nhẹ này thôi là nó cứ bập bềnh. Bây giờ đặt lên mình lắc như vậy nó không có bập bềnh nữa. Nó vẫn còn hở, tất nhiên là nó phải hở trong phạm vi cho phép chấp nhận được. Thì coi như là bây giờ mình lại vừa được hoàn tiền và mình lại chỉnh được em nó nằm sát cái mặt bếp khoảng 90%. Tôi nghĩ cái mức sát mà tôi sửa lại nhờ cái búa này nè, nó còn sát hơn cái chảo mới mà họ đưa cho tôi nữa không chừng á. Thôi chơi, tôi lấy cái khăn á, lấy cái khăn phủ lên, là lấy cái búa gõ cho nó 30 hèo vô. Nói chung là gõ từ từ, mình gõ từng nhát, mình nhắm chỗ nào nó lồi mình gõ một phát, cái mình đặt vô mình canh cái nó còn kênh nữa, cái mình cứ gõ từ từ, mình gõ, mình nhắm chỗ nào nó lồi cao nhất á, mình gõ đúng chỗ đó, mình gõ nó phải gõ dứt khoát nha. Gõ bùm nhưng mà được cái nó cũng gõ được, nó cũng bóp. Cái này nó cũng móp, chứ còn nếu như mà cái chảo chống dính á, cái đáy của nó cứng lắm, tôi nghĩ cái chảo chống dính bình thường không gõ được đâu. Mà cái này gõ được, vậy là cũng có cách xử lý giải quyết em nó rồi. Bây giờ đặt lên bếp nó không có cặp kênh nữa cho nên cũng đỡ tức. Mà tôi xác định là gõ nếu mà hư tôi dục cũng được nữa, không sao á. Chứ còn mà để mà nó nấu nó vinh vinh vậy khó chịu lắm. Cuối cùng giải quyết được. Tự nhiên lại gõ cho cái mông của nó thụt vô, thế là bây giờ nó hết dãnh mông lên rồi đó, cái mông nó hết dãnh lên rồi. Người ta nói là gì, dạy con từ thuở còn thơ, dạy dâu từ thuở bơ vơ mới về. Mới về mà chưa gì đã chảnh chọe vinh váo lên hả, vinh váo với bà hả, bà gõ cho tẹt đít luôn. Trời ơi, tưởng gì dám vinh váo với bà hả, bà là thánh chế mà. Kiểu nào bà cũng xử được hết á. Chảo bị vinh, hở khúc là nó chỉ chạm có một chấm ở dưới, ở giữa cái chảo á, chảo của chạm có một chấm với bề mặt bếp thôi nè, vinh đó. Sau khi lấy búa nện cho em nó mấy cái, nện vào mông cho em nó mấy cái, đâu cũng cả chục lần á, đánh cho chục roi. Bây giờ cái mông của em thu lại rồi, bớt dãnh rồi, bây giờ hết dãnh rồi nè, bây giờ đè thoải mái không có bị cập kênh nữa nè.
Chứ bữa hổm mà đè đằng này là đằng kia nó nhổng lên. Giờ đặt vô là coi như cũng được. Nhất này nhất cao nó mới bị chứ không thôi nó bị nè. Coi như hết hết cặp kênh rồi đó. Đó. Bằng luôn. Em đập đít em lôi đít em lên em gõ cho lấy búa em nện cho. Về phải bị quấn mới chịu á. Giờ nó hết hở rồi nè, em gõ. Họ nhỏ lắm, họ họ nhỏ xíu thôi nhưng mà không có quay được, nhưng mà nó cũng chấp nhận được cái độ hở đó. Cho phép độ hở đó. Họ hở rất nhỏ nè. Họ vẫn còn nhưng mà nhỏ nhỏ lắm, nhưng mà không có cập kênh. Để cái tay vô đây này vịn nó cũng không có cập kênh cái chảo. Chảo nó khá chắc, đặt xuống là nó coi như là nó dính được 90%. Khi ôm được 90% cái bếp. Chứ không như ban đầu nó chỉ ôm được có 30%. Sau khi đổi xong thì nó cũng khá là bằng nha, nhưng mà họ nói đúng á, tại vì cái loại chảo này nó bằng thép cho nên nó bị vênh khi mà có nhiệt đó. Hồi nãy tôi nấu thử rồi xong nó vênh, tôi đổi lại nó vẫn bằng nha. Bây giờ bật lên để tôi nó lại nha. Bật theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất nè, 180 độ. Để 180 độ coi coi cái độ vinh của nó tự động nó sẽ vinh lên nè. Đó, thấy cái đáy bắt đầu nó vinh lên chưa, nó hở lên kìa đó, nó từ từ nó vinh lên đó, nó hở ra rồi đó đó đó, hở lên đó. Vậy là cái giống chảo này nó như vậy rồi, đừng gặp nhiệt là nó vinh lên thôi. Bây giờ có chỉnh nó cũng không thua gì đâu nha, cho nên thôi phải chỉnh đó, tự nó cong lên đó. Trời ơi ghê chưa, giờ giữ nguyên cái máy quay mới thấy cái độ khác biệt của nó vinh nhau đó. Mới được có 1 phút thôi, mới gia cố gia nhiệt có 1 phút thôi đó. Bây giờ rồi cái này là rốt cuộc đó là em nó vênh váo mặc định rồi, không sửa được cái tính nết này, không sửa được, đành chấp nhận thôi. Rồi, qua đây kết luận điều gì? Thứ nhất, đó là người ta quảng cáo rằng đây là chảo thép carbon S-Pan. Thực chất nó chỉ là cái chảo bánh đa S-Pan. Bởi vì gặp lửa là nó vênh. Cái gì gặp lửa nó mới vênh? Là bánh đa. Chứ làm gì có cái gì gặp lửa mà nó vênh. Chỉ có bánh đa gặp lửa nó mới vênh. Thì thực chất tại sao nó vênh? Là bởi vì đây là cái thép kém chất lượng, gọi là thép non á, cho nên khi gặp lửa là nó sẽ bị chảy ra và nó vênh. Nó là như vậy á, hàng kém chất lượng. Mà trong khi trước khi tôi mua á, tôi cũng có tìm hiểu, tôi đọc những cái comment thì thấy mọi người ai cũng khen hết. Thì tôi vô tôi mua xong, sau đó tôi lên tôi đánh giá là tôi chê nó vênh và nấu nó bị đen. Thì hôm nay tôi vô tôi kiểm tra đây. Hôm nay tôi vô tôi kiểm tra thì thấy cái comment của tôi đã bị biến mất. Ở đây bữa hổm có một cái 3 sao là tôi quánh nè, tôi quánh cho đây 3 sao nè, nó hiện số đây là số 1. Và bây giờ thì tôi tìm không thấy được cái comment của tôi nữa. Giờ tôi không tìm thấy được cái comment của tôi nữa, nó đã bị xóa rồi. Nó có số lượng lên số 1 nè, tôi nhìn đây là tôi biết nè, là lúc mà đánh xong tôi có nhìn nghe nè, chỗ 3 này là số 1 nè, mà bây giờ sao không thấy? Với cái nữa mình đánh giá sau cùng nè thì tôi không biết là họ họ đã ẩn đi rồi, chắc chắn đơn giản là nếu có 3 sao thì ngay chỗ số 1 này nè, chỗ số 0 này nè, nó phải hiện là số 1, mà bây giờ mất rồi. Chứng tỏ là ai mà comment không có đánh giá không có lợi thì họ cũng sẽ xóa đi, họ chỉ để lại những comment tốt mà thôi. Và trước khi mua tôi cũng có tìm, tôi cũng có search cái tên chảo này để trên nhiều trang web họ cũng để giá cũng cỡ 1 triệu một cái. Thì bên đây nó để nó giảm giá 50%. Thì mình thấy rằng là nó lấy đúng cái giá mà hàng hàng chất lượng, sau đó nó ghi là giảm giá 50%. Thực chất đây là treo đầu dê bán thịt chó. Và tại sao mà khi mới nấu có một lần thôi mà cái lòng chảo nó đã đen thui rồi, mặc dù chà rửa nó rất là sạch, nó láng rồi nhưng mà nó vẫn đen. Đó là bởi vì cái chảo này nó chứa nhiều tạp chất, thì khi mà gặp lửa cái tạp chất nó sẽ bị cháy, làm cho nó sinh ra cái màu đen ở cái đáy là như vậy đó. Chứ tôi có xem cái clip mà để tôi chảo của những cái đầu bếp chuyên nghiệp trong các nhà hàng á, họ để cái chảo đó lên nha, họ đốt một cái chảo nó cháy, nó đỏ lửa luôn á, càng đốt cái chảo nó càng sáng.
chứ không có cái chuyện mà mới đốt có chút xíu rồi cái chảo nó đen thui rồi. Bây giờ nó đen thui luôn, chà cũng không ra, láng rồi mà chà không ra. Mà cái mấu chốt ở đây là chảo bị vênh cong là bởi vì chất lượng kém, hàng non, chảo thép non, không có đủ tiêu chuẩn chất lượng, cho nên khi mà đặt lên bếp một cái nó có cái độ nóng là nó vênh lên rồi, và cần phải sửa tên cho nó thành cái chảo bánh đa S-Pan. À, tuy rằng họ nghĩ rằng họ sẽ hoàn lại cho tôi 300 ngàn để tôi cho qua câu chuyện này, nhưng mà tôi đâu có phải là đi bóc phốt hay làm gì đâu. Cái cuộc đời của tôi là gì, tôi mua cái gì tôi cũng trải nghiệm, tôi cũng sẽ quay lại hết cái kỷ niệm của tôi. Thì dù có đưa thêm tiền cho tôi hoặc là thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ luôn nói sự thật. Đó, tôi mua về tôi xài vậy đó. Tôi quay cái đồ vật cong vênh để lên bếp cái nó cong 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 lên, trời nó chỉ có bánh đa chứ làm gì có cái thép nào mà tự nhiên bỏ vô lửa có 180 độ mà nó vênh 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 lên, nó hở ra mắc cười quá.